vì một pha chơi ngu của mình mà đây là lần thứ ba mình quay cái video này, cho nên là hãy like video này bởi vì ok thì đó, nếu đó là lý do để các bạn like video này thì cũng được, nhưng mình có một lý do khác hay hơn cho các bạn, đó là ở trong cái phiên bản tháng 12 2019 này á, thì mình đã có update thêm một màu, mình tạm gọi là màu cà phê, màu sô cô la, màu nâu trầm cho bộ Deluxe Reset. Tuy nhiên còn những cái reset khác nữa mình sẽ giới thiệu ngay. Thì nhưng mà trước khi các bạn vào video, nếu như đây là lần đầu em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút subscribe, nút chuông nhỏ bên cạnh nút sub để mà không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình đặt trong tương lai nhé. Ok, mình vào video. Rồi, như mình nói rồi đó, thì ở trong phiên bản tháng 12 này thì mình đã có một số cái nâng cấp mới cho bộ Light, bộ Film và bộ Deluxe. Và bộ đầu tiên nhé, tổng hết là 5 cái preset mới ha. Đầu tiên là bộ Light. Bộ Light thì mình có hai màu mới, đó là màu số 24 và màu số 25. Màu số 24 á là một cái màu nó hơi về tông trầm một xíu. Nhiều bạn thắc mắc với mình là bộ Light tại sao nó trong sáng nhưng mà nó các bạn cần nhiều hơn kiểu thế, thì mình đã có một chút hơi mix một chút xíu, tức là hơi sử dụng màu phim, cái chất màu phim vào trong bộ light để chúng ta có cái sự gọi là hơi nâu trầm, nó hơi nhẹ nhàng một chút xíu nhưng nó vẫn đảm bảo trong sáng để chúng ta sử dụng cho cái ảnh chân dung style trong sáng, ví dụ như là hình này. Các bạn có thể thấy là những cái phần mà màu màu xanh lá cây hoặc là những cái khu vực shadow á, nó hơi có kiểu ám khói một chút xíu, nó khá là trầm, nó hơi buồn một chút xíu ha. Thì đó là cái màu số 24. Em có thể thấy này. Đó thì các bạn có thể sử dụng những cái ảnh kiểu như thế này thì anh em có thể sử dụng được, ví dụ như là ảnh mới có thể sử dụng những cái ảnh ở bên ngoài trời kiểu như này chẳng hạn, rồi mình có sẽ sử dụng số 24 coi sao. Đó thì anh em sẽ thấy những cái ảnh này thì nó hơi sáng quá và mình không thích lắm, bởi vì đặc điểm ở cái số 24 này mình tạo ra là bởi vì mình muốn nó hơi có tông trầm một chút xíu, ví dụ như là đây, ví dụ như là hình này đi, nó chưa đủ sáng lắm thì mình sẽ kéo sáng lên nhẹ nhàng thôi, bởi vì nó hơi tối tối chút xíu thì nó sẽ phù hợp với cái ảnh này hơn, với cái preset số 24 này hơn. Thì đó là lý do cho nên là cái màu số 24 này nó sẽ có xu hướng là nó kéo cái hình của bạn nó hơi tối một chút xíu bởi vì nó nâu trầm mà, cho nên là nếu được thì bạn hãy kéo cái exposure lên chút xíu, tăng sáng một chút xíu ha, để cho nó phù hợp hơn. Hoặc là ví dụ như cái ảnh mà có cái vùng mắt nó hơi ở trong cái khu vực shadow, ví dụ như là hình này đi, mình kiếm hình nào có khu vực shadow nó hơi tối, đây ví dụ như này đi, có thể thấy là mắt ở trong vùng shadow này, mình chọn cái màu số 24 ha, thì đó các bạn sẽ thấy nó trầm lại nhưng mà màu mắt của chúng ta nó bị tối, thì các bạn có thể tăng cái shadow này lên chút xíu để cho cái vùng shadow nó tăng lên và nó phù hợp hơn ha. Rồi đó là màu số 24. Tiếp theo là màu số 25. Màu số 25 thì là một cái màu nó tương đối nó hơi nhiệt huyết chút xíu theo cái cách mô tả của mình, thì nó là cái màu giống như kiểu màu trạng màu 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 nắng vậy đó, nhưng mà nó không không phải là nắng trưa hoặc là nắng chiều mà nó hơi kiểu xế chiều kiểu mình không biết phải mô tả các bạn diễn như thế nào, nhưng mà đại khái là nó gần chạm tới mức giờ vàng đó, kiểu buổi chiều đó, cái màu giờ chiều đó. Rồi thì ở cái màu này thì nó lại sáng hơn ha, ví dụ như là mình chọn cái màu này số 25 đi, thì có thể thấy đó cái màu của nó chuyển nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó hơi tông ấm, cho nên là ở trong cái bản mô tả về cái bản nâng cấp này thì mình có ghi rõ ràng á, số 25 thì nó cái sẽ có làm xu hướng làm tối và cần kéo sáng white balance, thì phù hợp với ảnh có white balance temperature cao hơn 5300. Cái số 5300 là một cái số mình đưa ra giả định bởi vì dưới 5300 thì thường là ảnh hơi lạnh, cho nên là mình cần kéo sáng hơn, ví dụ như là ảnh này thì mình theo mình thì ảnh này thì nó loanh quanh 5700 là đẹp này, đó thì nó sẽ phù hợp với cái chất ảnh này hơn ha. Mình có thể tìm một cái ảnh khác coi sao, ảnh khác coi sao, ví dụ như là ảnh này chẳng hạn, vậy thử coi màu số 25 này. Mình sẽ reset lại, đây là màu số 25 đó, và mình sẽ 5500, thấy chưa đủ lắm bởi vì mình muốn nó ấm. Cái màu số 25 này là màu cần phải ảnh phải ấm, cho nên là mình sẽ tăng temperature của white balance lên, ví dụ như là tầm này là ok này, 5900, 6200 coi sao, đó nó ấm lên thì nó sẽ phù hợp với cái tổng quan của cái màu sắc của này hơn. Về cái màu số 25 này thì mình giữ gần như là tương đối khá là tự nhiên, nhưng mà mình có chỉnh lại một chút về skin tone với lại cái đặc biệt là vùng màu vàng đó, thì mình cũng có làm cho nó điều hòa trở lại, nó không có bị gọi là nó quá. Bạn ví dụ tắm này đi, mình sẽ reset này, mình sẽ chọn số 25 đó, mình cái tấm này thì lại hơi sáng thì mình sẽ giảm sáng chút xíu, quay ba lăng đang 5200 này hơi thấp này, mình có thể tăng mạnh dạn tăng lên tầm loanh quanh đấy 5800, 6000 luôn đi đó.
thì chúng ta sẽ có kết quả. Đó, thì nó sẽ ấm, nhẹ nhàng. Và những cái màu này anh em có thể sử dụng cho ảnh cưới hoặc là ảnh tiệc ha, thì chúng ta có thể sử dụng được. Đó là hai cái màu số 24 và màu số 25. Một màu về tông hơi xưa cũ và một màu tông về nó tươi trẻ, nó nhiệt huyết, nó vàng vó lên, nó giống như kiểu cái màu vàng nó dạng như màu tình yêu mà ha. Nó nhiệt huyết kiểu thế. Rồi, tiếp theo là màu phim. À, thực tế màu phim hiện tại thì mình hơi bị kẹt ý tưởng về cái bộ phim, bởi vì trong những cái thời gian gần đây á, thì mình tập trung nhiều để phát triển những cái bộ màu về tông trong sáng là chủ yếu. Cho nên là màu phim thì mình mới bổ sung thêm một màu, đó là cái màu pastel, màu xanh cyan. Pastel xanh cyan nhé. Thì nó sẽ tươi trẻ một chút xíu, mặc dù là về thiên hướng là phim tông đó, nhưng mà nó sẽ hơi tươi trẻ chút xíu. Thì nếu như các bạn nào cần cái sự phim tông thì hy vọng là các bạn sẽ thông cảm cho mình, bởi vì cái đầu của mình hiện tại nó đang là toàn trong sáng và trong sáng thôi. Rồi ok, thì đó là cái màu cơ bản cho màu phim số 30, đó là màu pastel, màu xanh cyan. Thì cái màu này thì anh em có thể sử dụng thoải mái cho bất kỳ trường hợp nào cũng được, bởi vì nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, và cái màu này cũng tương đối gọi là dễ nhìn nữa ha. Rồi, chúng ta tới với signature của cái bản update gọi là đặc biệt nhất của cái bản update tháng 12 2019 này. Nó là cái màu Deluxe số 21 và 22. Màu Deluxe này thì nó là một cái bộ màu mình mới ra gần đây thôi, tầm một tháng trở lại đây ha. Thì cái màu số 21 đó sẽ là cái màu dạng nâu trầm, màu cà phê kiểu thế. Thì nó hơi phù hợp đặc biệt với những cái ảnh mà nó ít chi tiết, ví dụ như ảnh này. Đó, ít chi tiết này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái màu chúng ta nó bị ám cái màu trầm, màu nâu khá là nhẹ thôi, nó tinh tế. Bởi vì cái này là mình làm theo một lời hứa với một bạn đã mua cái bộ Deluxe này khi mình chưa update, và mình có hứa các bạn đó là bạn hãy mua cái bộ đó đi. Bạn mua bộ Deluxe đi thì mình hứa mình sẽ thêm cái bộ màu tông trầm. Ok, thì mình đã có ngay rồi nhé. Rồi, thì cái màu này các bạn có thể sử dụng thoải mái cho ảnh chụp tiệc, chụp cưới cũng thoải mái, không vấn đề gì. Và nó đặc biệt đảm bảo nó tinh tế hơn những cái ảnh cái preset ở trên mobile rất là nhiều. Nó trầm vừa đủ thôi ha. Ví dụ như là cái ảnh nào nhỉ, ảnh hồi nãy mình làm đầu tiên, như ảnh này đi. Đó, mình cũng sử dụng cái tông số 21 này, là màu nâu trầm ha. Cái màu này thì có thể sử dụng tăng sáng thoải mái, miễn sao phù hợp ý đồ các bạn thôi. Bởi vì tối sáng gì thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng tới cái tông của chúng ta nhé. Cho nên là ví dụ như các bạn chụp bất kỳ một cái tình trạng nào thì nó cũng sẽ ok. Nhưng mà ví dụ như là cái ảnh mà chụp trong nhà kiểu như thế này thì màu tông trầm, nâu trầm chắc chắn là không hợp rồi. Ví dụ như là ảnh này chẳng hạn vậy. Đó, mình sẽ sử dụng màu tông nâu trầm thử cho trường hợp này coi sao. Đó, nó sẽ bị ám kiểu màu nâu quá nhiều á. Các bạn hiểu cảm giác không? Màu nâu quá nhiều. Mình không biết là cái gu của các bạn như thế nào, nhưng mà cá nhân của mình á, một cái màu nó không có sự cân bằng thì nó không ok lắm ha. Ví dụ như là ảnh chụp cưới đi, mình sẽ tìm một cái ảnh chụp cưới coi sao, một cái album chụp cưới. Album chụp cưới đó, album chụp cưới, không phải album. Đây, ví dụ như là hình này đi, chụp ngoài trời đi. Sẽ coi sao, reset lại. Đó, chụp ngoài trời này. Hình này thì chụp ở Nhật Bản. Này cũng là một ông anh của mình ha. Một ông anh của mình. Rồi, ví dụ mình sẽ sử dụng tông số 21 này, màu nâu trầm cà phê cho cái ảnh chụp ngoài trời. Các bạn có thể thấy nó khá là trầm ha, nó hơi tối. Có thể coi cái histogram ra. Các bạn có thể thấy cái histogram của chúng ta nó đang là thiên về phần bên tay trái nhiều, thì ảnh nó đang tối ha. Thì các bạn có thể tăng sáng nhẹ lên chút xíu để các bạn có thể thấy là ảnh nó rèn trải ra chút xíu thì nó sẽ ok hơn. Đó, nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ ở đây thì highlight nó hơi quá nhiều, các bạn có thể giảm thêm highlight. Và ví dụ như đồ vùng cây này tối quá, các bạn phải tăng lên shadow lên chút xíu nữa, thì chúng ta sẽ có một cái bức ảnh nó ok hơn. Thì đây là trước này, đây là sau, trước sau. Các bạn thấy cái hiệu ứng nâu trầm không? Nó rất là ít, nó tinh tế lắm. Và nó thực tế mình rất là thích cái màu này, bởi vì mình muốn giấu cái màu này lâu hơn chút xíu. Đây, như cái ảnh này, ít chi tiết này, có thể thấy là cái hiệu ứng lên rất là ok. Hắn rất là ok luôn. Nó hơi trầm, nó nhẹ nhàng, nó tình cảm hơn ha. Thế là màu số 21, tông nâu trầm cà phê. Rồi, tiếp theo là màu số 22. Thì màu số 22 là màu trong sáng nhất hiện tại trong tất cả các bộ mà mình có thời điểm tháng 12 2019 nhé. Có thể sau này mới có thể những cái phiên bản nó mình làm tốt hơn nữa. Nhưng mà cái màu số 22 là màu trong sáng, và nó mình set sẵn thì nó mình sẽ đẩy hơi over sáng lên, nó là hơi quá sáng lên chút xíu. Thì công việc của các bạn là chọn màu số 22 xong thì nhớ giảm exposure đi chút xíu giúp mình cho nó cân bằng lại, tại mình không biết là cái ảnh của các bạn nó sáng hay nó tối, cho nên là mình cứ tăng sáng lên thừa hơn thiếu để các bạn có thể giảm ha. Thì khi các bạn giảm xuống này, cái tông màu số 22 này thì mình gần như giữ nguyên những cái tông màu gọi là gốc của bức hình rồi. Mình chỉnh cái màu xanh lá cây khá là ít, nhưng mà mình hơi chuyển nó sang cyan chút xíu để các bạn có cái cảm giác nó
nó gọi là nó trong sáng, nó nhẹ nhàng, nó không bị thay đổi với lại cái tự nhiên ha. Đây mình sẽ click chọn cho các bạn thấy cái sự thay đổi đó. Nó hơi ấm lên và các bạn có thể thấy skin tone của chúng ta thay đổi này. Đây là trước này ha, đây là trước nhá, hơi vàng chút xíu. Đây là sau. Ok không? Ha, tất nhiên cái này là về màu thôi nhé. Còn về làm da như thì retouch thì các bạn có thể xem những cái video retouch của mình hoặc là sử dụng cái plugin Portrayer để các bạn xử lý da nó ok hơn. Nhưng mà về skin tone thì mình đã bao gồm cả trong cái preset này rồi, cho nên là anh em yên tâm cái vấn đề skin tone và những cái ảnh cái màu khác các bạn thể thấy. Đây, mình sẽ tắt bật cho các anh em thấy nè. Màu đỏ mình làm tươi hơn, màu xanh lá cây mình dìm đi chút xíu để cho nó mát mắt hơn. Và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là một cái màu trong trẻo và rất là thoải mái, dễ dùng. Đặc biệt tất cả trường hợp các bạn đều có thể sử dụng màu số 22 này, tất cả trường hợp không trừ cái trường hợp nào cả ha. Thì đó là toàn bộ về những cái phiên bản nâng cấp tháng 12 này. Thì những cái bộ màu của mình chi tiết nó như thế nào thì các bạn có thể coi ở trên website của mình hoặc là cái đường link mình để dưới comment. Thì anh em sẽ thấy mình mô tả chi tiết từng cái preset này nhé, phiên bản tháng 12. Rồi, với những cái bạn nào đã mua rồi, các bạn có thể vô lại email cũ, tải lại file cũ giúp mình, bởi vì mình nâng cấp trực tiếp ở trong cái Google Drive, cho nên là cứ tải lại là được rồi. Miễn miễn tên của các bạn có cái chữ là Word 12-19 thì nó là phiên bản mới nhất nhé. Còn nếu như bạn nào chưa có, preset của mình nó sẽ bao gồm cả hai cái phiên bản, đó là phiên bản XM, hai cái định dạng XMP là cho Camera Raw và Lightroom 7.3 trở lên, và định dạng LR Template là sử dụng cho ví dụ như là Fade Deluxe này, thì mình sẽ có LR Template là cho Lightroom 7.2 trở xuống và XMP cho Camera Raw và 7.3 trở lên. Nếu như các bạn sử dụng Lightroom phiên bản 7.3 trở lên thì các bạn chỉ cần copy paste cái file XMP này thôi nhé. Lightroom bỏ đi, cái LR template bỏ đi ha, bởi vì có thể nó sẽ báo lỗi một số thứ, một số cái mới gần đây, bởi vì mình sử dụng cái chức năng mới rồi. Hai phiên bản đầy đủ cho anh em. Thì bộ Deluxe nó sẽ có giá là 500.000, bộ Light giá là 400, bộ Film nó có giá là 400. Nếu như các bạn mua riêng ba bộ này thì mình sẽ có giá ưu đãi cho các bạn là còn 700.000 ha, 700.000 cho ba bộ này. Nếu như các bạn là khách hàng cũ, các bạn chưa có bộ Deluxe thì mình giảm 200.000 cho anh em, còn 300.000 ha. Thì đơn giản thế thôi, anh em có thể inbox nhắn tin trực tiếp ở trên fanpage của mình để mình tư vấn kỹ hơn cho anh em về vấn đề đó. Nhưng mà mình cần chốt với các anh em một điều. Kênh của mình vẫn là kênh làm về video chia sẻ tutorial miễn phí. Kênh mình không phải là shop bán preset. cho nên là tại vì mình hôm nay mình mới đi ra ngoài chia sẻ cho anh em, mình mới đi ra ngoài ấy, thì một bạn nhận ra mình. Thế thay vì bạn đó hỏi mình là ừ anh làm video tutorial phải không? Kiểu thế, hỏi kiểu xác nhận lại mình là ai mà. Thì bạn lại hỏi là bạn bạn là bạn bán preset đúng không? Thì tự nhiên này trên trong đầu mình tương đối nhiều cái suy nghĩ, bởi vì không biết là mình có đang bị lạm vô cái vấn đề kinh doanh nhiều quá hay không mà mình quên mất cái thực sự của mình khi mình bắt đầu là mình làm YouTube. Và mình phải khẳng định các bạn là mình sẽ vẫn mãi mãi làm YouTube như vậy ha, vẫn chia sẻ tutorial miễn phí như vậy và mình sẽ không thay đổi gì cả. Còn bán này thì thực tế chỉ là một cái công việc ngoài và mình kiếm tiền mình nuôi sống bản thân mình thôi. Bởi vì các bạn thấy là mình không có đi làm gì và mình chỉ làm ở nhà, mình làm những cái video như thế, làm những cái khoa học như thế, kiểu thế. Kiểu nuôi sống thôi, cho nên là nói gì nói mình vẫn làm tutorial free nhá. Ok nhá, đơn giản vậy thôi. Thì đó là toàn bộ video này. Nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy kéo xuống xin nhấn nút subscribe, nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nút sub và nhấn nút like video này nếu như các bạn cảm thấy thích ha. Mình là Nguyễn Phúc từ HP Pro Shop.com.